2 ngày thì chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới thì chúng tôi ra thuyền ở ngoài biển ngoài vịnh Hạ Long, thì cái đó rất là khó tại vì nó là trên lên trên trên mặt nước biển, nó sẽ cực khổ hơn. Và chúng tôi hôm nay thì tập và cũng đang cố gắng đưa vào những cái hình ảnh nó đẹp mắt và nó vui và nó thực và nó gây sự hấp dẫn cho người xem. Các bạn đang xem là cái cảnh của Hương Ga giải cứu bé Quỳnh. Cái cảnh này thì chúng tôi đã quay 2 đêm rồi, cũng có thể là chưa xong, có thể là đêm thứ 3. Thì 2 đêm nay thì cảnh đại cảnh là nào là công an, nào là súng ống, rồi những cảnh hành động đánh rồi bắn nhau rất là cực khổ. Và tới giờ phút này là gần 5 giờ sáng của đêm thứ 2. Mấy kia quýnh mấy cái là công an hết vô giờ chạy, không biết đường nào chạy là công an nó bập chạy áp sát xuống luôn. Mấy kia đưa súng là nó không chịu. Dạ, phải cho một số bạn thanh foreground á chạy vô nữa thì là tụi nó dừng chạy đây. Thấy công an kia tấp vô. Đúng rồi. Và giống như có đường bên kia chạy tới. Đúng rồi. Đi tới bối cảnh là nhân vật Hương Ga, Mỹ Trột và Hưng bị bọn đàn em phát anh phát em dí và đánh đuổi trên bờ đê này. Yeah.
quay lại không sao, thấy thấy cái lưng chứ không thấy cảm giác anh đứng đánh phụ nữ thế nào anh đứng chợ có thích đánh phụ nữ không? Như thường, như thường à? Cảnh quay hành động thì máu me đã cho bình thường, chuẩn men không sợ.